Chương trình Táo Quân 2018 bị chỉ trích nặng nề vì bôi nhọ cộng đồng LGBT. Viện IC và Trung tâm ICS lên tiếng đòi lại công bằng cho cộng đồng người LGBT, gọi Táo Quân là một trong những hạt sạn không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Trung tâm ICS, Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người LGBT, vừa đăng tải một bài viết liên quan đến chương trình Táo Quân 2018. Nội dung thư bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình khi chương trình liên tục đưa ra những thông tin sai lệch, xúc phạm cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT thông qua hình tượng nhân vật bắt đầu công lý. Nguyên văn thư ngõ có đoạn: "Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng tới quý đài đã có nhiều chương trình thời sự giải trí hay phục vụ công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng nhiều chương trình đang tồn tại những hạt sạn mà Viện IC và ICS cho rằng không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Cụ thể, trong nhiều năm liền, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT luôn là đối tượng bị chương trình gặp nhau cuối năm mang ra làm trò cười, đưa thông tin sai lệch, thậm chí xúc phạm với ngôn từ tệ hại. Đặc biệt trong chương trình gặp nhau cuối năm 2017, tiết mục Táo Quân 2018, nhân vật bắt đầu thậm chí bị nói là con chỉ sống trên trời, không phải nữ cũng chẳng phải nam, bọn phụ nữ một nửa. Nhân vật bắt đầu luôn được đem ra gây cười về vấn đề giới tính. Là những tổ chức đã có những năm hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBT, chúng tôi phản đối việc sử dụng những từ ngữ miệt thị công khai, làm tổn thương những thành viên của cộng đồng LGBT chỉ vì đặc điểm cơ thể của họ, cũng như làm khắc sâu thêm những định kiến về phân biệt đối xử trong xã hội với nhóm cộng đồng này." Bên cạnh đó, đại diện Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC và Trung tâm ICS cũng đưa ra một số dẫn chứng về các bộ luật bảo vệ quyền bình đẳng giới tính con người được các quốc gia trên thế giới ban hành. Viện và Trung tâm cho rằng những điều mà Táo Quân đang làm là đi ngược lại những mục tiêu bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người mà các tổ chức trong nước và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ, cũng như các cam kết của CB Việt Nam. Điều này không nên tiếp tục được thực hiện. Những năm qua, hình tượng cô đậu công lý với cách ăn mặc và trang điểm nữ tính đã trở thành một phần không thể thiếu của Táo Quân. Với chương trình gặp nhau cuối năm 2018 cũng vậy, bắt đầu tiếp tục xuất hiện với những bộ đồ bức nam bức nữ và các phát ngôn sốc nhằm phản ánh, đả kích các vấn đề xã hội như lùm xùm cuộc thi người đẹp, tranh cãi cải cách chữ viết. Tuy nhiên, bên cạnh tiếng cười châm biếm, điều này lại làm tổn thương sâu sắc đến cộng đồng LGBT, những người vô tình trở thành mục tiêu để lôi ra bàn tán chê cười. Bình luận về phản hồi của Viện IC và ICS, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng Táo Quân không nên đem người LGBT làm trò tiêu khiển trước công chúng. Nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng LGBT xung quanh sự việc. Hiện tại, đại diện Đài truyền hình Việt Nam VTV và ban biên tập chương trình Gặp nhau cuối năm vẫn chưa chính thức lên tiếng đáp lại sau sự việc này.